xe tải đang dừng trên quốc lộ 1A để lên xuống hàng hóa, có đặt biển báo sau đuôi xe, nhưng nam thanh niên đi xe máy bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải, bị thương nặng. Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 18 tháng 4 năm 2019, xe máy do một nam thanh niên hơn 20 tuổi điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến đoạn thuộc xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi một xe tải đang dừng bên đường để lên xuống hàng hóa. Sau cú tông mạnh, nam thanh niên cùng phương tiện ngã xuống đường. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xe máy bị hư hỏng nặng. Qua kiểm tra trong cốp xe máy của nạn nhân có giấy chứng minh nhân dân và nhiều giấy tờ khác mang tên Huỳnh Trung Bình, sinh năm 1995 ở ấp Cửa Hòa, xã Thân Cửa Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đội cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành đã đến phối hợp với công an xã Tân Lý Tây điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.